đang ở cái tâm 287 đang nói về cái chánh định. Chánh định là trong cái định đó đó, nó trong cái chánh định đó nó không có cái tư tưởng ta, nó không có khởi lên, không gọi là chánh định. Nếu trong cái định đó mà có tư tưởng ta nó khởi lên thì không thể gọi là chánh định được. Trong cái đường tu hành này, trong cái bát chánh đạo này, tất cả đều là chánh, không có gì là tầm bậy hết. Cuối cùng cái số 8 là cái chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là mình nhất tâm, mình niệm, mình nghĩ về cái chân như và cái mục vàng, cái phù hành. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi nào mình cũng nghĩ tới cái Phật tánh của mình. Mình thấy mình ý thức tới cái Phật tánh của mình. Mình ý thức tới cái Phật tánh và mình muốn nhớ tới những cái hạnh tu hành mà sẽ đem mình tới đắc được cái quả đạo quả của Phật. Cái chánh nghiệm là sao? Chánh nghiệm có nghĩa là mình luôn luôn mình ý thức tới cái mục tiêu của mình. Nhưng chúng ta đã có những cái mục tiêu khác nhau. Quý vị đừng quên chuyện này. Trong tương lai quý vị sẽ thành Phật. Thực ra cái chuyện này là quý vị chắc chắn thành Phật. Không cách nào mà thoát được cái này hết đó. Sự thật là như vậy này. Chắc chắn quý vị sẽ thành Phật. Không muốn cũng không thành, không muốn thành cũng không được nữa. Sự thật là nếu cái... cái bài này hay lắm. Nghe mà nghe hiểu được, chữ được chữ mất mà không bao giờ thân thiện, cái mặt không bao giờ nhăn hết á, cứ ngồi ngơ ngẩn ơi. Hay đó, tôi gọi đó cái dòng quý phái như vậy. Quý vị biết cái đó là cái hay của cái người quý phái đó. Người ta cái đó hay. Chuyện ngày tiến hóa cũng vậy. Ngày tiến hóa có cái pháp ngày 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 không có giữ tiền. Có tiền á là xài ngay lập tức, không có giữ tiền. Như người thông thường như mình á, có tiền á thì mình làm gì? Nhưng bác thân hương thì bác giấu dưới cái nệm của bác á. Còn người như chúng tôi thì bỏ vào tiền ở cao trong nhà băng. Thầy thì ngài tiến hóa, ngài mà có tiền á là ngài xài cho hết, không có chuyện mà tiết kiệm. Xài gì? Ai mà hỏi ngài biết, ai mà biết ngài có tiền, xin tiền ngài cho ngay lập tức, không cần biết lý do chính đáng không chính đáng, không quan trọng. Hay giờ đó, không cần tiền, có là có, mà người ta tới xin là cho ngay lập tức. Như cá nhân tôi biết, tôi trước hết tôi phải lo là moi tiền quý vị cái đã. Moi tiền được rồi quý vị rồi, mà ai mà tới hỏi tiền tôi phải suy nghĩ lại. Tôi biết moi tiền khó dễ sợ, không phải là dễ đâu. Ngài tiến hóa không bao giờ hỏi tiền ai hết. Đó. Ngày kia, ngài phải cần đi xe lửa tới viếng thăm ngài, ngài Hư Vân. Thì ở xa lắm. Mới ra trạm xe lửa đi. Ra trạm xe lửa mới khám phá ra con túi mình không có một xu nữa. Bên Đài Loan như vậy này, tôi thấy cái này nhiều lắm. Ra ngoài đừng chờ. Mặc cái áo đắp cái áo cà sa màu đỏ lên. Ngài tiếng hóa không làm chuyện này nha. Thành khi mà sư cô mà về anh Huê, cô đi Hồng Kông á, tôi mới yêu cầu cô là đem tôi về cái y màu đỏ, tại đây không có cái áo màu đỏ này, cái vải màu đỏ đây không có. Thành mình bây giờ mà cô không bao giờ cô hỏi tại sao mà thay đổi áo màu đỏ làm cái gì, bây giờ cô mới biết đó, để mà trường hợp mình cần đó, mình có cái pháp như vậy. Người mà đọc cái tiểu sư ngài tiếng hóa sẽ biết ông làm gì. Tới đó ngồi thôi, không nói một tiếng. Rồi đợi lâu rồi mới có ông tuyên hóa mới kể rằng có một người tới thủ thỉ hỏi thầy vậy chứ thưa tượng tòa muốn đi đâu. Thì lúc đó ngài mới nói là tôi muốn đi tới cái chỗ mà xa lắm, khách đây xa chỗ rất xa. Thành người kia mới nói với người ta bên xin phép cúng dường cái vé xe lửa cho ngài tuyên hóa. Lúc đó ông mới đi đến xe lửa. Thì không có tiền, cũng không có tiền mua đồ ăn nữa, cũng ngồi nhịn đói thôi.
cái chuyện nó hay chỗ này, cái phần này ngài không kể, mà tôi thấy thấy thấm thía nhất là tôi biết á, tôi biết á là ngài, lúc mà ngài kể cái chuyện như vậy, ngài chỉ nói là ta ngồi nơi trạm xe lửa, rồi ngồi có người ta hỏi muốn cúng cái hỏi tôi đi đâu, rồi cúng cái vé xe lửa cho tôi, mà ngài nhất định không nói là phải ngồi đợi bao lâu mới có người tới cúng. Mà tôi đoán là ngài phải đợi rất là lâu. Tại sao như vậy? Phải đợi rất lâu. Không ai nghĩ ra được đâu. Đọc cái này tôi mới có chuyện làm chứ thôi, mà nếu mà ngài kể hết tất cả thì nó mất cái hay của nó. À, tại sao đợi phải lâu? Ông này ông nói phải cần đợi cái duyên tới ông ấy được. Tôi nói không có đâu, cái duyên là ông có sẵn rồi. Tất cả những chúng sanh như mình đó đã nợ ông rồi. Mình đã nợ ông rồi, nghe mình chạy cũng được. À. Quả ngân sao? Yes. Nhẫn. Hả? Nhẫn. Giỏi vậy đó. Giỏi vậy đó. Giỏi vậy đó. À. Những người nào không có nhẫn mà dám dùng cái chữ nhẫn, dễ sợ như. Ghê gớm không? Giáo như nhẫn. Nè, tháng sau nhớ tới tu Phật Thất nha. Để mà thăng đó, sắp thăng tới nơi rồi. À, đừng có uổng cái cơ hội này, sắp thăng rồi đó, sắp tới rồi đó. À, có nhẫn mới tới được, đúng. À, nhẫn là đúng, còn chuyện khác nữa. À, cái hay của Ngài Thiên Hóa như vậy, tôi còn nhớ những cảnh mà tới những cái chùa của Ngài, thì đệ tử của Ngài á, nổi bật ra, còn Ngài là ngồi bên cạnh, đệ tử Ngài á, là đệ tử Ngài nổi hơn Ngài nhiều, nổi bật ra nhiều. Tôi nhớ lúc Ngài giảng Pháp là Ngài ngồi ở giữa vậy, tại vì ngồi ở giữa người ta mới nhìn Ngài thôi, chứ thực ra cái người ngồi bên cạnh là ông Hằng Thật với người bên cạnh á, họ nổi bật ra hơn là Ngài Thiên Hóa. Ngài Thiên Hóa là giống như là người ông Thật ngồi trước, Ngài Thiên Hóa ngồi sau, kiểu như vậy, một giờ ngồi ngang hàng với nhau. Hiểu ý tôi nói vậy không? Thành ra cái Pháp nó hay lắm, người ta, cái Ngài là không muốn làm, muốn làm nổi ra. Thành ra lúc mà Ngài ngồi vào cái trạm xe lửa như vậy, không ai để ý hết á, đi ngang nhau ai để ý hết á. Giống như không có nào luôn vậy, thành phải ngồi đợi rất là lâu. Ngài đang thực hành cái pháp nhẫn ngay ở đó. Nó đúng. Quý vị nghĩ chứ, qua thời đại nguyên tử này, ai có thì giờ ngồi đứng đợi như vậy. À, như mấy sư cô này chắc là như cự quậy miếu cho người ta để ý mình, để mà cúng cho mình, mà đi cho rồi, chứ mà đâu có phí thì giờ được cuộc đời của mình, phải không ni sư? Đúng không? Thành ra nên ngày này ni sư rất là im lặng. À, cái chánh niệm là gì? Cái chánh niệm là cái mình ý tưởng tới, ý thức tới cái chuyện quan trọng nhất, cái mục tiêu quan trọng nhất cuộc đời mình là gì. Tất cả những cái lúc mình đang luân hồi này, là mình nên hướng về cái quả vị Phật, gọi là chánh niệm. Nếu mình ý thức được cái sự quan trọng của cái quả vị Phật đó, thì mình phải nhớ tưởng tới những cái pháp mà mình cần hành để mình đem tới cái mục tiêu đó. Có ai thắc mắc gì không? Hoặc 188. À, kinh nói tiếp, các pháp như thế. Các pháp như thế có nghĩa là sao? Có nghĩa là nêu ra tượng trưng bài cái pháp thôi. Thì rất có nhiều loại pháp khác, chẳng hạn như tứ nhiếp pháp hoặc là tứ vô ý. Tại sao cái kinh này không có nêu ra cái niệm xứ hoặc là cái chánh cần hoặc là cái thần túc? Niệm xứ. Cái niệm xứ có nghĩa mình biết rằng mình quán rằng cái tư tưởng của mình nó vô thường, nó tới nó đi, nó không ở lại. Còn chánh cần là sao? Chánh cần là mình dụng sức, mình tinh tấn một cách chính đáng. Cái thần túc là sao? Cái thần túc có nghĩa là mình có cái thần thông, mình đi bất cứ chỗ nào trong chốc lát thì tới ngay lập tức, không cần leo máy bay đi. Hàng như có người sắp đi miền Nam đó, không cần mua vé máy bay, chỉ là dùng cái thần túc này đi qua Việt Nam ngay lập tức. Cái câu trả lời là cái niệm xứ là sao?
cái niệm xứ thì là sao? Mình nói là mình quán rằng á, cái thân là thiệt ra cái thân mà ở Tây Phương Cực Lạc là thân thanh tịnh. À, nó được sinh ra vì được hóa sinh ra từ cái hoa sen. Và cái thọ quán. Cái thọ quán là sao? Là mình biết rằng, mình ý thức rằng bên Tây Phương Cực Lạc hoàn toàn không có cái sự đau khổ, không còn cái khổ sở nữa. Bên Tây Phương Cực Lạc mình không còn thống khổ nữa. Hoàn toàn nó ngưng lại. Cái chánh cần là sao? Chánh cần là sao? Nghĩa là nếu như cái ác nó chưa khởi thì mình không cho phép nó khởi. Ngược lại, những cái ác mà nó đã khởi rồi thì mình diệt trừ nó. Cái đó gọi là tinh tấn, gọi là chánh cần. Thì những cái người mà ở, những chúng sanh mà ở bên Tây Phương Cực Lạc, họ là căn cơ họ rất là cao. Thì vì vậy không, họ căn cơ rất là cao, rất thiện, thành họ không có cái sự, không có cái ác, không thể khởi được, mà thành ra không cần phải chặt cái ác đó. Còn cái thần túc là sao? Cái người mà có thần túc ấy, là họ phát triển cái thần túc này ấy, là tại vì họ, tâm họ đang truy cầu cái ngoại cảnh. Tôi nhớ lúc mà tôi tu có một cái thầy, đó là đệ tử của ngài Tịnh Không. Cái trình độ không cao lắm, cái trình độ mới đạt được cái sắc giới thôi. Họ có, như là ông này ông có cái thần túc thông. Tại ông dùng cái thần túc thông đó, ông tới nhà tôi, ông qua thì tôi đang tu hành là sao. Lúc đó 2 giờ sáng thì ông tới, ông qua thì tôi đang làm gì. 2 giờ sáng tới tưởng là tôi đang ngủ. Đợi lúc ông tới, tôi biết ông tới, thành ra tôi ngồi, tôi lật đật, tôi dậy, tôi xếp bằng lại, tôi dùng công để ông về, để ông nể mình hơn. Tại ông tới đó, ông rình tôi cả tiếng đồng hồ. Quay tôi đang làm gì, ngồi tu hành một tiếng đồng hồ làm gì. Cái này là ví dụ cho quý vị thấy rằng cái người đang tu này á, đang vừa tu mà vừa chấp trước vào cái ngoại cảnh, thành ra tự động phát ra cái ngoài là thân túc thông này để mà đi chạy ra ngoại cảnh. Thành tôi nói cái chuyện này để nhắc cái vị nhớ rằng là đừng có tham thần thông, tại có thần thông đó, mình cần dễ kẹp thêm thôi. Cái thần thông là tại vì cái lòng tham của mình, mà vì có thần thông đó rồi đó, thì mình càng khó mà thoát hơn nữa. Giống như người ngoại đạo, người ta tu, ta nhắm cái thần thông, khi ta được thần thông ta sẽ bị kẹp. Người ta không biết. Bên đại thừa mình không có thần thông. Mình chú trọng cái thần thông. Tại thần thông sẽ bị kẹp. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Ai cũng im lặng ấy. Trước giờ cứ muốn thần thông, tôi tới tu với thầy, hy vọng có được thần thông. Bây giờ thầy nói buồn quá, buồn thối ruột. Phải không? Cứ vì biết thần thông rồi chứ gì? Vì tôi hỏi mình nói chuyện với nhau nha, hỏi nhau thôi, tôi muốn thắc mắc cái chuyện này. Tôi hỏi quý vị, nếu quý vị mà được một cái thần thông đó, thì quý vị chọn cái gì bây giờ? Bạn biết thần thông. Bởi vì bạn không biết, bạn mới còn được an toàn, chưa bị kẹt. Ni sư, thần thông, thi sư muốn thần thông gì? Thì nó đoạn vàng, tầm bậy. Có muốn thần thông hay sao không muốn thưa? Chẳng cái ông, tôi nói thần thông chẳng như thường thường ta muốn nhìn, ta muốn có thiên nhãn, là ta muốn thấy quả trời. Chẳng như thấy Chúa Trời đang làm gì bây giờ. Thì có những người cậu trẻ, người ta nói tôi muốn quay thử cái quả trời, thử mấy cái thiên nữ thiệt sự có đẹp như ông thầy, ông quảng cáo vậy không? Brandy. Ông này ông nói tôi muốn được tha tâm thông. Thì không cần nói chuyện với ông, với người khác, tại mình biết ông, người ta muốn ra sao rồi. Cái khổ của tha tâm thông á là không ai dám tới gần mình hết á. Tại mình tới gần một cái là người ta biết cái tư tưởng mình, những tư tưởng thầm kín của mình ai người ta biết hết. Cái tha tâm thông nó phiền lắm, tại vì người ta biết cái tư tưởng, cái thầm kín của mình nhất, người ta biết hết.
Có ai có muốn thần thông gì khác không? Biết tôi muốn gì không? Tại vì cái thiên nhãn á, mình có thể nhìn quả trời, quả thời thiên nữ thì nó đẹp hay là không. Mà quan trọng hơn nữa, mình có thể biết là cái số động đất tuần sau là số gì. Cô tham như sao? Tôi yêu cầu một thôi, người ta cho tôi ba cái nào? Cô này cô đòi ba cái luôn. Thứ nhất á là thiên nhãn, tại muốn nhìn qua dưới địa ngục ra sao. Muốn nhìn tới địa ngục để mình bớt nói chuyện tầm bậy. Cái thứ nhì là muốn thiên nhĩ là muốn nghe pháp. Tôi nghe pháp gì? Tôi nói với hàng bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát đang giảng pháp ở đang cõi đâu xuất. Phải đâu xuất không? Đâu xuất, có thể đâu xuất. Thành ra mình muốn nghe ngài giảng pháp, mình đâu cần lên nó, mình ngồi để mình nghe cũng được. Và cái thứ ba cô này cô muốn là cái tha tâm thông, tại tôi nói cô muốn nói chuyện với sư cô Phước Từ mà không cần phải thông dịch. Thì những cái thần thông ai muốn khác, có gì khác? Thấy được cái túc mạng thông, có túc mạng thông thì mình thấy được cái đời trước mình ra sao đó, thì có giúp mình hiểu được cái nhân quả. Là cái đó không phải thần thông. Cái đó là vũ ngọt chứ không phải là thần thông. Phải kiếm thần thông khác, cái loại khác á, nhưng cái đó chưa phải thần thông. Cái đó là cái biện tài vô ngại chứ không phải thần thông. Biện tài vô ngại. Mình nói pháp người ta nghe ta thích thú, ta mê. Ta mê tiếp theo lò đó, cái đó gọi là lạc thuyết vô ngại. Cái đó là cái biện tài chứ không phải là cái thần thông. Cái thần thông gọi là lục thông, kiểu như vậy, bay nhảy chứ không. Không cần. Cái thần thông nó phiền lắm, tại vì ông hỏi câu hỏi là mình cái giá mình trả phải là sao? Chẳng mình bị mất gì không? Mình cái chuyện nó giữ nó khó khăn hay sao? Tôi nói thần thông á khó mà đắc rồi thì rất rất dễ mất. Tại vì cái vọng tưởng là mình mất. Thường thường cái người lúc đầu mới có, ta không có, ta có rồi ta mất, ta có lại rồi ta mất lại, nó đều đều như vậy đó. Càng như cái chuyện ông nói là tại vì mình nó mất dễ dàng như vậy thì mình cầu làm gì? Tôi nói cái chuyện thần thông là chuyện nó tự nhiên, tự động nó có. Rồi mình tự động mình sẽ có, tự động mình sẽ mất. Nó có tại vì mình có những cái ham muốn đó, cái tự động nó phát triển về cái hướng đó. Thì tự động mình sẽ có thần thông. Có ai có thắc mắc gì khác không? Cái phần bà này hỏi, cái phần này hỏi là cũng phải cái cảnh giới mình nó hiện ra như vậy, mình ra như vậy không? Tôi nói nó có như vậy, nhưng thiệt ra cái thần thông là cái mình có thể tự biến hóa ra được. Hàng như cái thần túc này thiệt ra cái tên khác nó là như ý túc, như ý thông, có nghĩa là mình muốn biến ra nó biến ra ngay lập tức. Chẳng như quý vị Bồ Tát, chẳng như trong kinh Pháp Hoa, ngài Bồ Tát khi mà phát tâm muốn cúng dường cho Phật á, thì ngài mới dùng cái thần thông á, biến hóa ra một cái chuỗi tràng, xong rồi cúng hiến cho Phật. Cái đó là cái thần thông của ngài, gọi là như ý thông, biến một cái ra. Chứ họ cái đó thần thông nó hay chỗ đó là mình không cần đem theo, lúc nào phải đem theo, lúc cần ra một cái nó. Bây giờ có ai muốn thích cái như ý thông không? Không ai. Có ai muốn có thắc mắc gì cuối cùng không? Thần thông đó đi qua vãng sanh cực lạc, nên cái phần sau đó
Có nghĩa là sao? Cái này là bên cái câu này nói là bên Tây phương cực lạc á, là mình muốn gì là theo ý muốn mình, tùy cái ý của mình. Là thì cái đó ý nghĩa là cái thần thông của nó, tùy ý thần thông của mình ở bên Tây phương cực lạc á. Mình vãng sanh một cái tự động mình có cái thần thông đó ngay. Mà mình có mà không có mất. À, như cái bên từ ngoài đạo có ông tên là Sai Baba, có ai nghe tôi Sai Baba? À, mấy năm trước tôi kể cái chuyện đó, bên cái ông bên ngoại đạo bên Ấn Độ giáo, ông có ông dùng thần thông, cái tay một cái ông để tay một cái là cái viên ngọc thiên cương nó hiện ra. Kim địa ngồi. Oh, how nice. Bởi vì ông nổi tiếng, người ta mới tới cúng dường ông. Cúng dường dễ sợ, cúng dường nhà, cúng dường cửa, cúng dường xe hơi nào. Yeah. Hả? Không, tại vì ông được có cái nổi tiếng như vậy, người ta nổi nghĩ là ông có thần thông dữ đó, thành người ta mới tới cúng dường rất nhiều, thành ra ông giàu dễ sợ lắm. Ông có một cái thành phố của ông luôn đó, ông mua một cái thành phố bên Ấn Độ luôn, một thành phố mà có đại học này, có nhà thương này, có thị xã này, cái ông là của ông luôn đó, giàu không thể tưởng được, bên Ấn Độ đó giàu lắm. Tại ta thấy ông tu thành công đó, thằng ta cúng dễ sợ. Nói gì mà nghe được. Thầy giỏi thì cúng cho thầy, sao nói thầy cúng cho con được, vừa phải thôi. Nhức đầu, tôi nghe chuyện mình tôi nhức đầu là tức là chịu nổi. Nghe mà nhức đầu luôn, tại mình tu mình cực kỳ, mình trầy vi trót phải mới ra được cái thần thông. Có thần thông phải cúng cho bà Quả Âm, Quả Ngân này, vô duyên lãng xẹt. có ai ý kiến gì khác không? Nhưng nghe nói đại khái mấy thần thông, có ai muốn cái gì nói lại cho nghe. Đó. Ông cuối cùng nói là ông muốn gì hết, tại sao như vậy? Tại mình có mình mất, mình tổn phước, rồi mình có mình tạo nghiệp, thành mình có thần thông không có lợi. Thế ông nói có lý là tại vì như vậy này, tại vì nếu mình có thần thông ha, thần thông á, mình có được mình sẽ mất, có được một tổn phước mình. Thay vì mình bỏ sức như vậy, mình bỏ sức mình đi, mình tu vãng sanh á, thì qua bên kia mình có hết tất cả, mà không bao giờ mình mất hết. Có lý hơn. Cái vãng sanh nó sướng chỗ đó lắm. Mình qua bên kia, mình muốn gì được đấy. Thành đâu cần cầu nữa đâu. Tại mình cầu, tại mình chưa có mình mới cầu. Chứ còn mình có cái gì mình có thì mình cầu làm cái gì nữa. Thấy nó thoải mái dễ sợ không? Thì ngược lại thì cái cõi này mình tu hành cực khổ chết, mà mình được thì khó khăn, mà được mà mất thì quá chốc lát là mất một cách dễ dàng, tham làm gì. Nếu cái vị thực sự có trí huệ có cũng được, không có nó cũng chừng đó thôi. Có một pháp khác gọi là tứ nhiếp pháp. Thứ nhất là bố thí. Bố thí là tại sao cái pháp bố thí nó quan trọng bên đại thừa mình. Nó quan trọng là tại vì mình muốn giúp chúng sanh á, mình phải có duyên người ta mình mới giúp được. Mình tạo duyên bằng cách nào? Mình tạo duyên bằng cách mình cho, mình bố thí cho người ta. Bố thí ta nghĩa là sao? Tại gọi là cái duyên gì đó. Tại sao phải bố thí? Bố thí tại mới tạo cái tử, người tạo cái tử là có cái sự liên hệ. Cái pháp bố thí nó quan trọng như vậy nè, là khi mình bố thí người ta, mình tạo cái gọi là cái liên hệ, tiên hệ này, cái này tiếng Anh nó gọi là goodwill á, có nghĩa là ta có cái thiện cảm với mình. Goodwill mình là cái thiện cảm đối với mình, tại mình cho người ta thành người ta có sẵn cái thiện cảm với mình, thành người ta cởi mở với mình hơn. Tại vì nếu người ta không có thiện cảm với mình đó, thì mình không cách nào tới gần người ta được. À, ngày hôm nay tôi có đứa để nhận đứa mới.
À, ngày ngày hôm qua lúc mà điền cái đơn nộp xin quy á, thì nó cho nó cúng với tôi một cái bao phong phong bì màu đỏ dày như mày nè. Nó nặng dễ sợ lắm, cầm cái là cái tay nó trĩ xuống, cái mình lật đật mình chạy vào phòng đóng cửa phòng lại, mở ra mình coi trong nó có gì, sao nó nặng dữ vậy. Rồi ngoài cái trong bì thơ bên ngoài còn gạch vẽ một cái hình nữa giống như con cọp vậy. Tôi hỏi cô này hình của ai vậy, à, nói đó hình của thầy đó. Nó đó đem hết tất cả những cái của cải nó cúng, nó cúng cho tôi đó. À, tôi giàu, tôi giàu nhờ vậy mà ngày hôm qua tôi đổi ý, ngày bây giờ tôi thích thằng nhỏ đó. Để ý ngày hôm nay tôi nó xấu nữa không, chưa nói xấu nha. Cái hay chỗ này như vậy nè, tôi nói đùa cái vì thiệt ra cái chuyện sự thật như vậy là tại vì khi mà thằng nhóc mà nó cúng cái của cải cái tài sản á cho mình như vậy, mình nỡ nào nói xấu nữa. Thằng cái ngày này mình cái biển mình muốn nói xấu mà cái tâm mình không cho phép mình nói xấu, à, nó nghĩa nó mang được nữa. Tại nó cái này là những ngày những vị Bồ Tát á, sự thật người ta hiểu được cái đó, ta hiểu rằng á là khi mà có cái thiện cảm rồi á là to do từ cái bố thí mình cho người ta, tự động người ta có thiện cảm với mình. Bồ Tát ta hiểu chuyện đó nghe. Thành ra quý vị, cái người thế gian pháp chỉ vì chư môn nghĩ là mình gạt người ta hoặc là mình lừa người ta để mà mình lấy của người ta, thì như vậy mình cười mỉa mang nói là tôi bịp mà không biết nữa, à, thì làm như vậy người ta không thích mình. Ngược lại các vị Bồ Tát gặp mình là cho, à, gọi là tạo duyên, người Trung Hoa dùng chữ tạo duyên, thì ra nó thật sự là nó tạo cái thiện cảm chứ không phải là cái duyên, cái thiện cảm cho người ta. Đồng ý không? Giống như hối lộ hả? Yeah. Phải hối lộ chứ. Đừng nghĩ mình không cần hối lộ nghe. Mình phải hối lộ. Đừng có khờ như vậy. Em không biết hối lộ là em chết. Không ai thương mình hết á. Sự thật là vậy đó. Quý vị nghĩ là không cần hối lộ. Quý vị nghĩ là người ta thích mình là tại mình đẹp gái hả? Tại vì mình thông minh hả? Tại vì mình giỏi hả? Không có đâu. Người Bồ Tát á, phải biết rõ ràng người ta phải tới phải cho mình mới có thiện cảm được. Bồ Tát á, thường thường mình gặp mình đã thích rồi, mình còn phải cho mình nữa. Không hoài khỉ đâu, hoài khỉ đâu, mình phải cho già, không phải chìm của cải không, mình phải cho tình cảm, cho này nọ nữa. Tôi nói không, để tôi giảng nghĩa cho ông nghe. Cho cái này có nghĩa cho cái gì người ta muốn, người ta cần á, chứ không phải cho cái gì mình không cần. Ni sư có ai nghe cái dạng pháp bố thí như vậy không? Hả? Sách vở đâu có nói cái này. Có hả? Thành nghe không? Mình phải hối lộ chứ không hối lộ sao mà người ta thích mình được. Khờ dễ sợ, suốt đời mà mình sống như vậy là cô đơn đó em ơi. cái khéo léo mình biết hối lộ chứ đâu phải cái khéo léo là tại mình giỏi. Kể cái chuyện hối lộ cho quý vị nghe nè. Tôi có người em á, ông là phó chủ nhiệm của cái department toán trong trường đại học á. Có nghĩa là có ông chủ nghiệp, ông sếp, xong ông của em tôi là người thứ nhì, là ông á là hàng số nhì. Cái ông chủ đó muốn làm cái làm sếp đó là phải bầu cử ứng cử 3 năm, thì nhiệm kỳ là 3 năm, làm ứng cử thắng cử như vậy là quan trọng, là tại vì quan trọng không mà còn trả lương là hơn 20% của cái lương mình luôn. À, những người ta cái trình độ người ta ta làm hơn 100.000 rồi, 20% của 100.000 là rất nhiều. À, ông này ông tính làm như vậy để ông về hưu,
Tại vì trong cái nghề họ là khi mà họ về hưu á, thì họ tính 3 năm cuối cùng. Cái lương 3 năm cuối cùng, tính cái lương hưu á, dựa trên cái 3 năm cuối cùng của mình. Thằng bà vợ, bà nghe ông này về hưu một cái, bà mắng. Ông nói đâu được, ông nó có về nhà đây được. Ông về hưu một cái, ông ở nhà với tôi suốt ngày tôi chịu không được. Rồi đi làm việc lại đi. Thằng ông phải bỏ ông đi ứng cử lại. Mà ứng cử lại như vậy á, là phải cạnh tranh với em tôi. Tại ông em tôi làm vé vai xe mình là để mà sửa soạn đi và làm để thăng chức. Ông này lúc trước mà ông chọn ông em tôi mà làm ông phó là để sửa soạn cho ông này để làm ông chủ sau 3 năm nữa. Thì sau 3 năm này ông đổi. Làm sao bây giờ? Là ông phải ứng cử mà phải cạnh tranh với người phó này. Anh bỗng nhiên tưởng ông vào cái office xong người em tôi ông nói này, thôi bây giờ để tôi đưa tiền cho ông mua một cái máy computer, cái laptop. Ông nói ông chủ, ông sếp ông mới nói là tôi cho ông mua cái laptop. Thành ông em tôi mới về nhà mới thủ thỉ với tôi nói là bây giờ sắp được mua cái máy computer rồi. Thì thầy giúp cho tôi cái máy ra sao. Tôi biết rồi, tôi mới đưa ông em tôi cái máy đó. Máy đó 2.000 đồng. Ông sếp ông nói 2.000 sao mắc dữ vậy. Một cái máy mình xài 5 năm, 2.000 chia 5 năm, một năm có 400 đồng mà gì, cái gì mắc đâu. Tôi nói ông dặn gì ông em vậy. Thành là tôi nói ông sao, mình bớt 400 đồng, nộp lại cái đơn 1.600, chuyện gì xảy ra. Tôi nói như vậy tôi biết chuyện nó xảy ra ngay lập tức. Ai đoán được không? Thấy không? Chuyện gì xảy ra? Đừng có nghĩ là mấy ông thầy khờ, không biết thương lượng hết chứ. Tôi đưa một cái 1.600, chuyện gì xảy ra? Nhận ngay lập tức. Hiểu không? Cái này á, tôi nói cho nghe là tôi biết là cái ông tông ông kia là giả đò than phiền thôi. Thì mình giả đò mình bớt giá một tí thôi, bớt một tí xíu thôi. Bên kia trở lại nói thấy không, ông tham quá, ông đòi cái máy nó quá mắc đi. Mà tôi biết ông vẫn còn tham, để tôi nhường cho ông nha. Tôi cho phép ông mua cái máy mắc như vậy nữa. Để sao? Để ông nợ tôi nha. Đừng ra tranh cử, đừng ra tranh cử với tôi. Hiểu không? Đó là hối lộ đó. Không hối lộ không được. Tôi dạng cho ông nghe, tôi nghe em tôi nói là tôi sợ cái luật nhân quả. Tôi nói là nếu mình ép ông như vậy, tại tôi biết khi mà tôi đưa cái trị giá 1.600, tôi biết mình đang ép ông kia. Thì ông em tôi nói là mình làm như mình đang ép người ta, đang tạo cái duyên ép người ta chứ gì. Tôi nói không có, không phải là ép. Cái này là chính trị, phải hối lộ. Mình đang làm việc đó, mình phải có uyển chuyển, phải biết lúc cần ép, lúc không cần ép. Hiểu không? Chứ đâu có cái Phật pháp đâu có khờ như vậy. Phật pháp là mình không được nhân quả như là trật. Mình làm nhân quả như vậy á, nó trật một tí, nhưng đều nó có sự uyển chuyển trong đó để mình có thể tiếp tục hợp tác với nhau được. Mình phải nợ nhau mới làm việc nhau mới được chứ. Cho nếu mà không để ông cái hối lộ mình, sao mà làm việc với ông được? Thấy không? Mình không nhận cái hối lộ của ông á, ông sẽ nghĩ là mình sẽ ra đánh lộn với ông á. Là bắt đầu mình có chuyện lộn xong ngay bây giờ. Gật đầu bây giờ mới hiểu. Khờ không thể tưởng. Okay, yes. Nghe rõ không? Đừng có nghĩ rằng cái này là cái chuyện nó hạ tiện, nó bẩn thỉu, không có đâu. Tại cái mình làm như vậy là thiệt sự như vậy, mình có thể làm được nhiều việc hơn, mà bớt cái sự ganh tị, bớt cái sự chống đối với mình. Đó
Không, 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 không. Ý nói là như vậy phải không? À, mình có thể hô lộ ta bao xa, nó thiệt sự nó thành hô lộ chứ không phải là nó thành hư. Ok, mình làm hư người ta là sao? Ai muốn hỏi cái đó, không biết làm sao hỏi câu hỏi như vậy. Để câu hỏi nó rất quan trọng. Mình có được bao xa? Thứ nhất, tôi đề nghị như vậy, chọn cái người sếp, người đàng hoàng. Cười, cười. Nghe hiểu không? Phải chọn người, phải chọn boss chứ. Tại người boss là tầm bậy á, nó sẽ bắt mình làm tầm bậy. Thì mình biết chọn, phải biết chọn người sếp. Thì mình biết chọn người sếp, tại người ta tầm bậy, người ta sẽ nghĩ là muốn mình làm chuyện tầm bậy. Chuyện thứ nhì, quý vị nghĩ đó á, là mình làm những cái chuyện này để cái mục tiêu là gì? Lợi cho mình, lợi cho cái department của mình, hoặc mình lợi cho hãng mình, hoặc lợi cho xã hội. Mình biết rõ ràng mình đang làm, tại sao mình làm cái chuyện này. Thành ra quý vị phải rõ ràng mình, mục tiêu mình là làm cái gì? Mình làm cái chuyện này, làm công việc này để mình làm lợi cho mình hoặc làm lợi cho xã hội. Mình phải rõ ràng chuyện đó. Tại mình là người có thể chặn mình lại được. Nghe rõ ràng không? Là nghe hiểu không? Là mình phải quyết định tại sao mình làm cái chuyện này. Làm để gì? Để lợi cho mình hả? Làm lợi cho xã hội. Nếu người ta bắt làm cái gì mà trái với lương tâm mình đâu cần làm đâu. Mình nếu như mình là hàng như hàng trong nhà băng, mình làm cho nhà băng nó đàng hoàng thì không phải nhà băng đang làm lợi cho xã hội hả? Là đủ rồi, đúng không? Có nhà băng phải có nhà băng mới có thể người ta tới mượn tiền mới làm việc được chứ, người ta mượn tiền sao làm việc được? Có ngân hàng sao người ta bỏ tiền sao tôi deposit tiền vào ngân hàng được? Tôi cất ở trong đâu có như bát thân hương mà cất trong cái nệm được đâu? Tôi đâu có nệm đâu. Mọi người nó có nhu cầu phải cần ngân hàng, đúng không? Cái mục tiêu cái company nó có thể hoạt động được, tại vì nó có cái sự lợi dụng cho cái có sự hữu lợi cho cái xã hội chứ, đúng không? Tâm mình muốn phá, đâu có muốn phá, người ta muốn xây dựng, mình giúp mình làm cái việc nó tốt, cái đó là cái quan trọng nhất. Cái ý nghĩa của cái pháp tứ nhất pháp này là cái quan trọng, tôi muốn quý vị mở cái tầm mắt ra, cái cách suy nghĩ hơn là mình phải phải nhìn tới cái liên hệ với nhau, sống với nhau có cái liên hệ với nhau, mình liên hệ mình trong cái tinh thần xây dựng là chuyện nên làm. Thì mình tới cái phần ái ngữ tức là mình dùng những cái lời dịu dàng và lời thân ái để mà làm cho chúng sanh thích nghe, muốn nghe lời đó, và làm cho họ cởi mở hơn để nhận cái sự giúp đỡ của mình. Có ai thắc mắc gì đây không? Lợi hành làm những tất cả những cái loại những cái hành khác nhau, để mà đủ loại hành đó, để mà làm lợi cho chúng sanh. Cái phần cái ái ngữ với là cái lời hành nó đi song song với nhau. Tại sao như vậy? Cái này như vậy nè, mình nói những cái ái ngữ để người ta có cái sự cởi mở với mình. Nếu như mình cần cái đi song song với nhau, cái ái ngữ với lời hành là tại vì như vậy nè. Nếu mình nói dùng cái lời ái ngữ không á, mình không có hành động gì, không làm gì để tạo ra cái gì mà thiệt sự nó lợi cho người ta, mà có thể thấy được, có thể hưởng được á, thì cái đó giống như là mình chỉ hứa, mình chỉ nói những cái lời vu vơ thôi, mình chỉ hứa thôi. Người ta không tin mình nữa. Mình sẽ mất uy tín với người ta. Phải làm nghe, cái này rất quan trọng.
mình phải làm cái gì đó cho người ta thấy được. Mình phải làm gì để mà lợi người ta mới tin được. Mình không thể hứa được. Cuối cùng, đồng sự. Đồng sự là sao? Đồng sự là sao? Đồng sự nghĩa là sao? Cái đồng sự này là nó nói về cái pháp của các ngài Bồ Tát. Cái này là cái hành của các ngài Bồ Tát. Ngài có thần thông. Ngài mới muốn giáo hóa những cái chúng sanh, thì ngài phải dùng thần thông của các ngài hóa hiện ra thể hiện ra những cái thân chúng sanh khác nhau, để cùng với họ, để thân cận được với họ, để lấy được cái lòng tin tưởng của họ, để khuyến họ tu hành. Cái đồng sự này là mình ngài hiện dùng cái hóa thân dụng thần thông để hóa ra cái thân làm người, hóa ra làm con mèo, làm con chó, để có thể gần gũi được chúng sanh mèo, chúng sanh chó, chúng sanh người, để khuyến khích người ta tu hành và khuyến khích người ta nên tin tưởng Phật pháp. Cái đó là cái đồng sự với cái hành của ngài Bồ Tát. Có người Bồ Tát mới làm chuyện này được thôi. Đó là hành của các vị Bồ Tát. Ở Mỹ nó có chữ tên là cái chữ là bond đó, cái là cột lại với nhau đó. Cái chuyện đồng sự nghĩa là sao? Cái căn bản của đồng sự là cái gì? Cái đồng sự nghĩa là sao? Cái thiệt sự của đồng sự có nghĩa là mình có mặt ở đó và mình bỏ thời giờ với người ta. Cái đồng sự là gì? Cái căn bản của đồng sự là cái mình thiệt sự, mình đích thân, mình ở bên cạnh, thân cận người ta, ở gần người ta. Có nghĩa mình bỏ thời giờ để tới ở gần người ta, có gọi là đồng sự. Có nghĩa là sao? Mình chỉ cần ở gần người ta thôi. Giống như chẳng như người mẹ tới gần với người con gái mình như vậy, là cái đó gọi là đồng sự đó. Không cần làm gì quan trọng, chỉ ở gần thôi. Mình người phàm phu, chưa có thần thông, mình không cần phải dùng thần thông mà làm đồng sự mới được. Người phàm phu mình có thể làm đồng sự bằng cách mình bỏ thời giờ với người ta. Cái tôi muốn nhắc cái vị, chuyện rất quan trọng. Những người tại gia như cái vị, cái đồng sự cái vị có nghĩa là cái vị phải bỏ thời giờ ở gần cái người mà mình thương yêu, quan trọng trong cuộc đời mình, phải ở gần người ta. Chỉ cần ở gần thôi. Thành ra cái vị đừng quên cái thời buổi nó khó khăn này, mình không thể nói là mình đi ra mình làm việc cực khổ cả ngày rồi còn về còn phải bắt tôi phải đồng sự ở nhà nữa, vừa phải thôi. Không đủ sao? Tôi đem tiền về chưa đủ hả? Chưa đủ đâu. Mình phải đồng sự, có nghĩa mình phải ngồi, mình ăn chung với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình hút điếu thuốc với nhau, uống ly rượu với nhau, quay TV với nhau. Tại nếu cái gì không làm như vậy không phải là đồng sự, là chết. Có người đang sợ đồng sự như vậy, ông bỏ tôi, ông cho tôi đi xuất gia nữa. Hả? Sao? Không, thầy đâu có đồng ý được. Tại mặt con đổ gất à, thầy... hỏi là mình bỏ thời giờ thêm, bỗng nhiên mình có nhiều cái đụng chạm xung đột với nhau. À. Tôi nói tôi không có vấn đề đó, tôi chưa bao giờ có vấn đề đó hết. Cái cô này cô hỏi tôi, cô hỏi mà mỗi lần mình bỏ thời giờ người ta mà có sự xung đột, càng ngày càng bỏ thời giờ càng xung đột. À, thì có người ta nói này nọ, tôi mới nói là cái xung đột xảy ra tại vì tôi chưa giảng cái gì hiểu cái pháp. Cái pháp mà mình chỉ bỏ thời giờ với người ta là sao? Bỏ thời giờ người ta nghĩa là sao? Có giờ người ta có nghĩa mà bỏ thời giờ người ta, mình hoàn toàn không có truy cầu cái gì hết nữa. Người ta xung đột là tại vì người ta đang muốn cái gì đó. Người ta nói thời giờ tôi quý báu vậy sợ. Tôi tới đây tôi có 2 tiếng đồng hồ thôi. Thầy phải nhất định tôi tới đây thân cần làm đồng sự với thầy. Thầy phải giảng pháp cho tôi nghe. Nhưng mà không giảng pháp là tôi rất là phiền não cái chuyện này.
Thì mở thần thông ra. Mình chọn người, biết chọn người. Nếu thì giờ eo hẹp thì mình phải chọn người. Không thể làm hết tất cả được, mà chọn cái nào quan trọng nhất mình làm thôi. Mình phải chịu thôi, mình chấp nhận. Nếu mình chọn, rồi xong rồi nếu mình làm không được, mình vẫn không bị phiền não như thế. Cái quan trọng cái ý Lan hỏi nãy giờ là không phải là làm được, mà vấn đề là tôi bị phiền não tại có nhiều quá đi. Tôi bị phiền não chuyện đó, phải không? Không phải, mình không được phiền não. Nhiều bao nhiêu cũng vậy, ít nó cũng vậy thôi. Mình làm chuyện đó thôi, mình làm tới hết giờ xong mình đi về, phải không bác? Tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ, ông nói gì nó kệ, chuyện nào đứng nhờ, chuyện đánh cho ông đứng về tôi đi về. Pháp mà nghe như vậy đó, nó gọi là pháp. Còn pháp ngồi đó mình cái này hay, bữa nay nghe nói hay quá. Mình ngày hôm qua nói dở quá, tuần trước nói ráo, kỳ cục chứ sao. Mình như ngồi mình nghe thôi, hay dở không chừng đó thôi. Như vậy mới thấy được hương vị của pháp. Cái pháp nó có hương vị mình chưa thấy được, tại mình còn tham, mình còn đòi. Thành ra mình lúc làm việc cũng vậy, mình bỏ, mình đồng sự, mình chỉ làm người ta. Nếu cái duyên tới mình sẽ làm người ta thôi. Còn chuyện làm được nó cũng không quan trọng. Hoặc là mình đạt mục tiêu, không mục tiêu nó không quan trọng. Nhiều người, không ít người là mất cái này, mất cái khác không quan trọng. Mình chỉ làm, cái duyên nó đẩy mình vào như vậy. Lan cứ đòi là mình phải tính là người này, người nọ phải sắp đặt chuyện đó. Không có đâu. Hồi nãy cái chữ tiếng Phật giáo gọi là cái duyên đó. Cái duyên nó tới, tự động mình phải làm chuyện đó. Duyên nó không tới, mình muốn cũng không được nữa. Hiểu không? Đâu cần 100 người, đâu cần 10 người đó. Mình có muốn 10 người rất quan trọng nữa, mà cái duyên nó chưa tới, mình vẫn ngồi mình đợi thôi, mình chịu thôi. Chừng đó thôi. Thành mình xả được. Nếu mình ngồi mình đợi cái duyên, mấy thầy chứ muốn nó thích đợi duyên, thì nào duyên tới mới làm thôi. Tội gì mà lo, tội gì mà đòi. 10 người nó cũng vậy thôi, mình thương, mình muốn 10 người nó cũng chừng đó thôi. Duyên nó tới mình cũng chịu thôi. Muốn làm cái gì? Mình thoải mái mình đợi. Pháp là pháp gì á, quả ngân? Nhắc lại chữ đó, cái chữ mà đẹp đẹp đó. Nhẫn nại đợi cái duyên tới. Nhẫn nại mà đợi. Cũng giống như là mình hồi nãy mình nói hối lộ vậy. Đâu phải mình mỗi ngày mình phải nói hối lộ, có nghĩa là mỗi ngày tôi phải qua ông boss, rồi tôi phải cười ông cái, hoặc là phải đưa cái bánh gì mà ngọt cho ông thôi, hoặc là vuốt ông cái cho thôi, không gọi là hối lộ. Không có. Hối lộ có nghĩa là mình đợi duyên, đúng duyên mà đúng rồi mình mới hối lộ thôi. À, sư cô ngày tội nghiệp, ngày này sư cô nói gì đâu, sư cô muốn nghe Phật pháp, ngày nói toàn chuyện thế gian pháp không à, tội dễ sợ luôn. Phải không đi sư, nghe mà nghe thầy nói giảng pháp buồn dễ sợ. Thầy muốn nói, tôi muốn thầy giảng những cái pháp cao siêu đại thừa này nọ, tôi bỏ cuộc đời tôi 50 năm trời tôi tới để tôi cầu cái pháp đại thừa, mà thầy nói toàn cái chuyện gì mà thế tục không, nói chuyện hối lộ, toàn nói chuyện yêu thương với nhau không à, chán dễ sợ luôn á. À, cô nói ni sư nói là đó chuyện của thầy không phải chuyện của con, thầy đừng làm đồng sự. Cô không thấy gì cao siêu trong cái pháp đại thừa này hả? Như thế cô nói sao, cô nói pháp này không cao siêu hả? Đúng. Lục Tổ nói muốn tìm cái pháp xuất thế mà trong mà muốn tìm cái pháp, mình cái pháp xuất thế ở ngoài cái cõi thế gian này á, giống như kiếm con thỏ mà có sừng vậy đó. Nghe cái pháp đại, cái pháp thế gian pháp mà trong đó mà thấy được cái pháp cái xuất thế mới gọi là trí huệ. Ừ, đúng. Cô còn rõ, biết được Tổ còn rõ hơn tôi nữa. Sao tôi dám nhận Lục Tổ cho cô được bây giờ?
Mai ngày nay cô không hỏi gì mà khó quá, tôi trả lời không được. Ngày hôm qua tôi mất mặt, ngày nay cô thương tương tình ni sư, mới không hỏi gì khó khăn, mới không chê chỉ trích thầy nữa. Thầy cảm ơn ni sư. Ngày hôm qua ni sư từ chức, ngày hôm qua thầy mất mặt quá đi. Tại ngày hôm qua thầy lỡ nói chuyện mà thầy ham ham mở ham sổ số độc đắc. Ni sư nói thầy kỳ quá, thầy người tu gì kỳ quá. Này thầy cứ nói không có, thầy không có kỳ đâu, thì thầy muốn sống cái số đặc đắc để thầy mở cái chùa thiệt lớn. Thầy kỳ quá, thầy còn tham quá, thầy làm con thất vọng quá. Thầy con mất mặt quá trời, tối hôm qua ngủ không được. Thành ngày này mình nói chuyện, nói cho nói pháp, nói nó nhạt nhẽo, không thấy không có thú gì hết á. Cái cuộc đời mình thấy nó tầm thường quá đi, còn theo thế gian quá đi, phải chưa cô? Sư cô đúng, tôi sai. Hết giờ rồi. Ha ha ha.